dinh dưỡng có những các em đã học rồi, đó là đối với phân đạm. Phân đạm thì độ dinh dưỡng nó chính là phần trăm của những cơ. Đấy, để ví dụ như này, ví dụ chúng ta xét một số các cái loại phân đạm của dạng amoni, aminidrat, rồi là aminidrat, rồi là ure, H2NCO. Bây giờ chúng ta sẽ tính độ dinh dưỡng của từng loại phân bón một. Và cách làm như thế này, thì ví dụ đối với RH4 2NCL là phần trăm của nitơ, nên độ dinh dưỡng này thì bằng nitơ là 14 này, 14 sau đó em chia đâu để chia lớn cả nó thôi, 14 cộng với lại hydro là 1 × 4 = 4, cộng đó là 3.5, tất cả những 100. Và lúc này ra tương tự như vậy, thằng này thế độ dinh dưỡng nó bằng cái bấm đi, sau đó thì cái so sánh tức là chất nào ấy có độ dinh dưỡng tăng nhất. Trong các cái bài tập nó hay hỏi câu hỏi này, nó hỏi là trong các loại phân bón sau ấy thì loại phân bón nào có độ dinh dưỡng cao nhất, thế thì em sẽ tính để em chọn. Đây chính là cái câu số 7, câu số 2 tháng 7.
hai cái lớn lại. Bài toán tổng thể của bộ phận đấy, các em tính thầy
chia khối lượng của nó, để sau đó chia khối lượng vào phần nào nhân một trăm thì sẽ đạt được cái phần trăm của cái này. Không khó đúng không? Thank you.
để đi sau. Và vốn lượng của